Minasan konnichiwa. Gỏi cuốn hay còn gọi là nem cuốn là một món ăn khá phổ biến ở Việt Nam. Gỏi cuốn có xuất xứ từ miền Nam Việt Nam với tên gọi là gỏi cuốn bằng các nguyên liệu gồm gạo, xà lách, giá, thơm, húng quế, tiết tô, tôm khô, gạo thịt, thịt luộc, tất cả được cuộn trong vỏ bánh tráng. Gỏi cuốn còn được bình chọn là 50 món ăn ngon nhất thế giới. Cách làm gỏi cuốn tôm thịt, gỏi cuốn thịt heo, gỏi cuốn chay vừa đơn giản vừa lại rất dinh dưỡng. Món ăn này rất phù hợp với những ngày thời tiết nóng bức vì đem lại hương vị mát mẻ, thanh đạm. Chỉ vài bước đơn giản là bạn có thể thưởng thức ngay món gỏi cuốn tại nhà cùng với người thân. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Minasan, arigato gozaimasu.